Cựu Tổng thống Nelson Mandela nằm bệnh viện bước sang ngày thứ 8, tin từ Pretoria. Dân chúng Nam Phi thức giấc sáng nay đang tìm xem tin tức liên quan tới sức khỏe của cựu Tổng thống Nelson Mandela khi ông ta nằm bệnh viện bước sang ngày thứ 8. Cựu Tổng thống 94 tuổi đã được khẩn cấp đưa vào bệnh viện vào lúc 1 giờ sáng vào ngày thứ Bảy 8 tháng 6 vì tái phát bệnh nhiễm trùng phổi. Chính phủ Nam Phi đưa ra thông báo nói rằng cựu Tổng thống đã hồi phục dần nhưng còn ở trong tình trạng nghiêm trọng. Đây là lần nhập viện lần thứ tư của ông Mandela kể từ tháng 12 năm ngoái. Sức khỏe của ông Mandela là sự quan tâm đặc biệt của 53 triệu người Nam Phi. Họ coi ông ta là một vị anh hùng quốc gia chống chế độ da trắng trong nhiều thập niên và đưa quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Phi Châu đi tới chế độ dân chủ. Người dân tại thị trấn Soweto là nơi mà ông Mandela từng sống nói rằng họ đang hiểu là một ngày nào đó vị anh hùng của họ sẽ phải ra đi. Anh Mopo Kanachia nói rằng cần phải biết rằng sớm hay muộn Madiba sẽ phải ra đi. Anh Jimmy Siwa nói Madiba đã đem lại hòa bình không chỉ riêng cho Nam Phi mà còn ảnh hưởng ra ngoài lãnh thổ của Nam Phi. Trong thời gian nằm bệnh viện, ông Mandela được gia đình thăm viếng thường xuyên, trong đó có phu nhân Graca Machel và bà vợ cũ là Queenie Madikizela Mandela. Ông Mandela đã bị bệnh phổi từ lúc bị giam ở trại tù Robben Island ngoài khơi bờ biển Cape Town. Trước khi được trả tự do vào năm 1990, ông ta đã ở tù gần 30 năm. Nhà khôi nguyên Nobel Hòa Bình đã từ chối không ra tranh cử tiếp khi mãn nhiệm kỳ năm 1999 và đã không còn liên hệ với chính trị trong thời gian trên một thập niên qua. Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông ta là ngày bế mạc World Cup ở Johannesburg vào năm 2010.